Hiếu Minh Hello xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hiện tại đang buổi chiều tối rồi các bạn, chiều tối ngày mùng 10 tháng 10. Và trong video này em xin thông báo là em về được 100 chiếc đẩy K10. Với công suất 900W một kênh. Dòng đẩy nội địa Trung Quốc cũng nhá. Để chúng số lượng về mỗi cọc là 10 bác đếm nhá. 2 4 6 8 10. Tổng 10 cọc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây 10 cọc. 10 cọc vì là hàng về tối quá, em định làm cái buổi livestream nhưng mà quay livestream phải tầm tiếng đồng hồ thì hay vài chục phút thì cái ánh sáng không đủ. Mở ngoài sân nhà em cái đèn nó hơi tối. Nên là em sẽ lợi các bác đơn là đến sáng ngày mai em sẽ làm buổi livestream để thứ nhất là phôi thùng hộp để hàng nguyên đang kiện chưa rạch bao anh nhá, chưa rạch bao. Hàng nội địa nó sẽ có đặc điểm rất nhiều các điểm chất. Ngày mai em sẽ review các bác cùng đón xem trong buổi livestream buổi sáng ngày mai. Và như đây vừa mở chiếc một chiếc thôi, chỉ mở ở đây chưa mở nội thất đâu. Ngày mai em quay lại nội thất cho các bác xem, mở từ thùng nguyên. Thì đây bên trong K10 của nó thì ở nó sẽ bản nội địa thì nó sẽ có một quyển sách ghi rõ K10. Đây, bên cái K10. Và đầy đủ thông tin. Đầy đủ thông tin nhá. Vâng nhá. Từ cách hướng dẫn đấu lối đến đầu đều thông số. Để bác nhìn xem. Nó ghi rõ đầy đủ thông số luôn bác nhá. Đây, xem. Trọng lượng là 32kg cả vỏ thùng. Và size là size 2U. Đấy. K10 4x900W để bác nhìn rõ thông tin nhá. Đấy. Ở độ trở 4 ôm thì nó sẽ là 1350W. Đấy. Còn ở độ trở 8 ôm là 900W. Đầy đủ thông tin luôn. Và sách hướng dẫn đầy đủ các chi tiết để bác có thể hướng dẫn đầu lối. Lần này bản nội địa người ta Trung Quốc người ta dùng lên là họ nên là đầy đủ thông tin cả bác nhé. Nên tối thì sẩm tối luôn rồi. Và nút nguồn bên tay phải. Thế buổi hôm nay chỉ thông báo hàng về thôi. Thì với mức giá rất là hợp lý cho các bác. Hiện tại với mức giá Hiếu Minh đang bán là với giá là 6.800.000 đồng. Giá dùng thử trong vòng video hôm nay và cũng như livestream ngày hôm qua chưa bao ship bạn nhá. Thì các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh. Ngày mai em sẽ có buổi livestream, thứ nhất là anh em làm vì ngày mai hàng về thì em sẽ tiến hành một khâu đo test rạch thùng. Đây là nguyên bao kiện chưa rạch riêng gì cả, nguyên bao kiện đây, số lượng về là 100 chiếc để phục vụ các bác, cũng như là báo cáo anh em thợ thuyền cũng như là cửa hàng có nhu cầu nhập buôn xỉ lẻ thì liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh, số lượng về 100 chiếc để phục vụ các bác nhá. Tất cả dùng cửa này và những dòng này thì cho công suất ra 900W kênh, có thể đánh được một cặp full đôi 30 hoặc một quả 40 một kênh. Đấy. Như các bác đánh array hoặc là các bác chơi gia đình đánh một quả súp hoặc là một quả súp đơn 50 hoặc full 40 đơn một kênh là đánh vô tư luôn, các chơi gia đình lắp phòng hát vô tư, một dòng đẩy chất lượng. Nhất là những bản nội địa thì cực kỳ chất lượng các nhá. Chính vì vậy được Hiếu Minh luôn duy trì và bản mới nhất Hiếu Minh cập nhật về phục vụ bác là bản nội địa Trung Quốc K10. Và báo cáo trong video hôm trước các bác rất nhiều bác vì hôm trước em về cũng có tầm hơn 15 chiếc thôi, hiện bán hết rồi. Thì hôm nay em về tiếp 100 chiếc để phục vụ bác cũng như báo cáo các bác cũng như anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua hai số online cũng như là đến tận cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Và em sẽ lợi video đến ngày mai sáng sủa em sẽ quay review livestream trực tiếp để các bác cùng xem và test chất âm các bác cùng xem bác nhé. Đấy. Và còn bên trong nội thất các bác xem có rất nhiều đặc điểm mới để em sẽ review trong buổi ngày mai. Đấy. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.